Tôn giáo là một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần của con người. Xuyên suốt lịch sử thế giới, tôn giáo nắm giữ một vai trò quan trọng và phức tạp, là khởi nguồn của những biến đổi sâu sắc toàn diện của con người và xã hội. Một trong số đó, đạo giáo là một tôn giáo lớn thứ tư trên thế giới với số lượng đông đảo các tín đồ tập trung ở khu vực châu Á, có ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trong cả quá khứ và hiện tại. Sự hình thành đạo giáo. Người ta không biết rõ đạo giáo khởi phát từ lúc nào, chỉ thấy được rằng tôn giáo này hình thành qua một quá trình dài, thâu nhập nhiều trào lưu thượng cổ khác. Đạo giáo thâu nhiếp nhiều tư tưởng đã phổ biến từ thời nhà Chu, từ năm 1040 đến năm 256 trước Công nguyên. Thuộc về những tư tưởng này là vũ trụ luận về thiên địa, ngũ hành, bát quái, tứ tượng, thuyết về năng lượng, chân khí, thuyết âm dương và kinh dịch. Nhưng ngoài chúng ra, những truyền thống tu luyện thân tâm như điều hòa hơi thở, thái cực quyền, khí công, thiền định, thiết tưởng linh ảnh, thuật luyện kim và những huyền thuật cũng được hấp thụ với mục đích đạt trường sinh bất tử. Đạo trong sự trình bày của Lão Tử năm 609 trước Công nguyên là một khái niệm trừu tượng, chỉ cái tự nhiên, cái có sẵn một cách tự nhiên. Người ta bắt chước đất bắt chước trời bắt chước đạo bắt chước tự nhiên. Nó là nguồn gốc của vạn vật. Đức là biểu hiện cụ thể của đạo trong từng sự vật. Đạo sinh ra vạn vật, nhưng làm cho vật nào hình thành ra vật ấy và tồn tại được trong vũ trụ là do đức. Nếu đạo là cái tĩnh vô hình, thì đức là cái động hữu hình của đạo. Nếu đạo là bản chất của vũ trụ, thì đức là sự cấu tạo và tồn tại của vũ trụ. Sự sinh hóa từ đạo ra đức, từ đức trở về đạo ở Lão Tử thấm nhuần sâu sắc tinh thần biện chứng âm dương. Được chi phối bởi luật quân bình âm dương, vạn vật tồn tại theo lẽ tự nhiên một cách rất hợp lý, công bằng, chu đáo và do vậy mà màu nhiệm. Hợp lý vì theo Lão Tử, lẽ tự nhiên giống như việc dương cung, cao thì kìm xuống, thấp thì nâng lên. Công bằng vì nó luôn bớt chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu. Chu đáo vì nó như cái lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Bởi vậy mà nó màu nhiệm tới mức không cần tranh mà chiến thắng, không cần nói mà ứng nghiệm. Mọi sự bất cập hay thái quá đều trái với lẽ tự nhiên và do vậy sẽ tự điều chỉnh theo luật âm dương chuyển hóa. Vật hễ bớt thì nó thêm, thêm thì nó bớt. Từ đây, Lão Tử suy ra triết lý sống tối ưu là muốn làm việc gì phải đi từ điểm đối lập. Phải vô vi, không làm. Vô vi không có nghĩa là hoàn toàn không làm gì, mà là hòa nhập với tự nhiên, đừng làm gì thái quá. Vì làm thái quá thì theo luật âm dương, vật cực tắc phản, kết quả thu được còn tệ hại hơn là hoàn toàn không làm gì. Triết lý vô vi áp dụng vào đời sống cá nhân là chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Áp dụng vào đời sống xã hội, Lão Tử không tán thành lối cai trị cưỡng chế, áp đặt đương thời. Ông nói, muốn dân yên ổn thì cai trị một nước phải giống như kho một nồi cá nhỏ. Cá nhỏ nên để yên, không cạo vậy, không cắt bỏ ruột, khi kho không khuấy đảo, cạo, cắt, khuấy đảo chỉ tổ làm cho cá nát. Đạo chẳng phải cái gì khác ngoài sự phạm trừ hóa triết lý tôn trọng tự nhiên, còn đức chính là sự phạm trừ hóa luật âm dương biến đổi. Trong khi đạo của Khổng Tử hết sức thực tế, vẫn không được dùng thì dễ hiểu là triết lý của Lão Tử càng không thể được sử dụng. Lão Tử phàn nàn, lời nói của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, thế mà thiên hạ không ai hiểu, không ai làm. Mãi đến Trang Tử, khoảng năm 369 đến năm 286 trước Công nguyên, học thuyết của Lão Tử mới lại được người đời chú ý. Trong lĩnh vực nhận thức, phát triển tư tưởng biện chứng của Lão Tử, Trang Tử đã tuyệt đối hóa sự vận động, xóa nhòa mọi ranh giới giữa con người với thiên nhiên, giữa phải và trái, giữa tồn tại và hư vô, đẩy phép biện chứng tới mức cực đoan thành một thứ tương đối luận. Trong lĩnh vực xã hội, nếu như Lão Tử chỉ dừng ở mức không tán thành cách cai trị hữu vi, thì Trang Tử căm ghét kẻ thống trị đến cực độ. Ông không chỉ bất hợp tác với họ mà còn nguyền rủa, châm biến họ là bọn đại đạo, kẻ trộm lớn. Nhưng Trang Tử đẩy phép vô vi tới chủ trương sống hòa mình với tự nhiên của Lão Tử tới mức cực đoan, thành chủ yếm thoát thế tục, trở về xã hội nguyên thủy, núi không đường đi, đầm không cầu thuyền, muôn vật sống chung, làng xóm liên tiếp cùng ở với cầm thú. Trong cảnh loạn ly cuối thời Đông Hán, thế kỷ thứ hai, tư tưởng của Lão Tử cộng với chất duy tâm mà Trang Tử đưa vào đã trở thành cơ sở cho việc thần bí hóa đạo gia thành đạo giáo. Chủ trương vô vi cùng với thái độ phản ứng của Lão Trang đối với chính sách áp bức bóc lột của tầng lớp thống trị khiến cho đạo giáo rất thích hợp để dùng vũ khí tinh thần tập hợp nông dân khởi nghĩa. Đạo giáo thờ đạo và tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi là Thái Thượng Lão Quân, coi ông là hóa thân của đạo, giáng sinh xuống cõi trần. Nếu mục đích của việc tu theo Phật giáo là thoát khổ, thì mục đích của việc tu theo đạo giáo là sống lâu. Đạo giáo có hai phái, đạo giáo phù thủy dùng các pháp thuật trừ tà trị bệnh, chủ yếu giúp cho dân thường khỏe mạnh. Đạo giáo thần tiên dạy tu luyện, luyện đan dành cho các quý tộc cầu trường sinh bất tử. Kinh điển của đạo giáo gọi là Đạo Tạng Kinh, ngoài sách về nghi lễ, giáo lý, Đạo Tạng còn bao gồm cả các sách thuốc, dưỡng sinh bói toán, tướng số, coi đất, thơ văn, bút ký, tổng cộng lên đến trên 50 vạn quyển. Đạo giáo như một hệ thống triết học.
tên đạo giáo xuất phát từ chữ đạo, một danh từ triết học Trung Hoa đã được dùng từ rất lâu trước khi bộ Đạo Đức Kinh xuất hiện, nhưng chỉ đạt được tầm quan trọng đặc biệt, phổ cập trong văn bản này. Đạo ban đầu có nghĩa là con đường, nhưng ngay trong tiếng Hán cổ đã có nghĩa là phương tiện, nguyên lý, con đường chân chính. Nơi Lão Tử, danh từ này được hiểu như một nguyên lý cơ sở của thế gian, xuyên suốt vạn vật. Theo kinh văn, đạo là hiện thật tối cao, là sự huyền bí tuyệt đỉnh. Đạo là đơn vị tối sơ, nguyên lý của vũ trụ và là cái tuyệt đối. Vạn vật xuất phát từ đạo, nghĩa là cả vũ trụ, và như vậy, trật tự vũ trụ cũng từ đạo mà ra. Tương tự như nguyên tắc tự nhiên, nhưng đạo lại chẳng phải là một nhân vật toàn năng, mà là nguồn gốc và là sự dung hòa tất cả những cặp đối đãi, và như thế không thể định nghĩa được. Về mặt triết học, thì đạo có thể được xem là siêu việt mọi khái niệm vì nó là cơ sở của tồn tại, là nguyên nhân siêu việt, và như vậy là tất cả, bao gồm tồn tại và phi tồn tại. Vì vậy, theo đạo giáo, trước khi vũ trụ thành hình, trong khoảng không gian hư vô bao la, có một chất sinh rất huyền diệu, gọi là đạo. Đạo biến hóa ra âm dương xô đẩy và hòa hiệp tạo ra vũ trụ và vạn vật. Vạn vật được hóa sinh ra, tác động với nhau, phồn thịnh với nhau, rồi cuối cùng tan rã để trở về trạng thái không vật không hình, tức là trở về nguồn gốc của nó là đạo. Quan niệm về nhân sinh. Đức Lão Tử quan niệm rằng, đạo trời không thân ai, không sợ ai, trời đất sinh ra muôn vật, cây cỏ, chim muông, nhân loại. Không phải cốt để chúng ăn thịt nhau, mà các sinh vật đều khắc chế lẫn nhau, nuôi dưỡng nhau, bổ trợ nhau để cùng tồn tại. Đức Lão Tử không lấy cuộc đời làm lạc thú, xem việc sống như một nghĩa vụ, không yếm thế, không lạc quan và coi cái chết là một việc phục tùng theo lẽ tự nhiên nhất định. Lão Tử ghét những người ham mê danh lợi, quá coi trọng cái xác thịt của mình. Cái xác thịt này là một cái không đáng quý vì nó thường là mối lo cho người ta. Đáng quý nhất là khi người ta biết đem thân ra phụng sự thiên hạ. Đức Lão Tử khuyên người đời không nên quá tôn trọng và thiên về đời sống vật chất. Phải tiết chế lòng ham muốn nên chú trọng tinh thần, lấy cái tâm để nén cái khí, tha bỏ cái thân này mà giữ được cái đạo và đức. Lão Tử không bàn đến thượng đế, linh hồn, thiên đàng, địa ngục mà chỉ nói một cách tổng quát về nguồn gốc của con người và vạn vật là từ đạo mà ra và cuối cùng thì trở về đạo, hòa với đạo. Lý vô vi, muốn hòa vào đạo, Lão Tử nói về lý vô vi. Vô vi nghĩa là không làm, tức là không can thiệp vào môi trường tự nhiên để con người sống theo tự nhiên và cùng với tự nhiên tiến hóa. Lý vô vi gồm vô cầu, vô tranh, vô đoạt, vô chấp. Vô cầu giúp ta vô vọng, xa lìa vọng tưởng điên đảo. Vô tranh giúp ta vô đại, xa lìa ý tưởng hơn thua, cao thấp. Vô đoạt giúp ta vô thủ, xa lìa ý tưởng có không còn mất. Vô chấp giúp ta vô ngại, xa lìa ý tưởng trực thanh. Đạo giáo như một tôn giáo. Sự khác biệt giữa đạo giáo triết học và đạo giáo tôn giáo được dùng ở đây vì những nguyên nhân thực tiễn có thể được hiểu như sau. Đạo giáo triết học theo lý tưởng của một thánh nhân thực hiện đạo bằng cách giữ gìn một tâm thức nhất định, trong khi đạo giáo tôn giáo tìm cách đạt đạo qua việc ứng dụng những phương pháp như tĩnh tọa, khí công, thái cực quyền, sự tập trung cao độ, thuật luyện kim, nghi lễ và huyền học để tạo một thế giới bi quan từ thân tâm, một ánh tượng của đại vũ trụ và qua đó đạt được sự hợp nhất với vũ trụ. Thời điểm đầu tiên được xác nhận của đạo giáo như một tôn giáo là năm 215 khi Tào Tháo chính thức công nhận trào lưu Thiên Sư Đạo như một tổ chức tôn giáo. Trước thời Đông Hán, bộ môn khí công được chia làm hai loại và phương pháp luyện tập hầu như chưa nhuốm màu sắc tôn giáo như vào những thời đại sau này. Một loại được các môn đồ của Lão giáo và Khổng giáo thường xuyên luyện tập nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo tồn sức khỏe. Loại khác được sử dụng bởi y gia trong việc điều trị. Sau này, khi Phật giáo được du nhập vào Trung Quốc, một số những kỹ thuật khí công từng được luyện tập bên Ấn Độ cũng bắt đầu được lưu truyền tại Trung Quốc. Đặc biệt, vì vua chúa nhà Hán đa số là những Phật tử thuần thành, nên Phật giáo nghiễm nhiên trở thành một tôn giáo chính. Nhờ thế nên các chư tăng đã có cơ hội học hỏi một số phương pháp luyện tâm, định thần. Tuy nhiên, vì trở ngại về giao thông và truyền thống nên họ đã không thu thập được toàn bộ các phương pháp nói trên. Hơn nữa, trong khoảng gần 5 thế kỷ Phật giáo được phổ biến ở Trung Quốc, chỉ có 2 vị cao tăng của Phật giáo Ấn Độ được mời sang thuyết giảng về Phật học. Theo sử sách, vị thứ nhất là Pao Jako, Mỹ Lệ Phật và vị thứ nhì là Bồ Đề Đạt Ma. Tình trạng này đưa đến hậu quả là các tăng ni Trung Quốc hoàn toàn học hỏi, nghiên cứu triết học, giáo lý Phật giáo qua kinh điển, chứ không được trực tiếp truyền thụ bởi những bậc thầy uyên thâm về kiến thức cũng như về kinh nghiệm tu tập. Nên từ đó, những cách thức tu luyện của các giáo sĩ Phật giáo Trung Quốc đã hoàn toàn khác biệt với giáo sĩ Phật giáo Ấn Độ. Họ quan niệm rằng phần tâm linh là chính, xác thân là phụ nên chỉ chú trọng vào việc tu luyện tinh thần mà sao lãng phần thể xác. Thêm vào đó, vì chế độ dinh dưỡng thiếu quân bình nên đa số các sư sãi Trung Quốc thời bấy giờ nếu không bệnh hoạn thì cũng yếu kém về thể lực. Tình trạng bi đát này tiếp tục kéo dài, mãi cho đến khi Đạt Ma đặt chân lên đất Trung Hoa vào năm 527 dưới triều nhà Lương. Bồ Đề Đạt Ma ra đời vào khoảng năm 483, ông nguyên là hoàng tử của một tiểu quốc thuộc miền Nam Ấn Độ, sau thoát tục, trở thành tăng sĩ thuộc hệ phái Mahayana, thường được xem là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ chúng sanh. Theo sự thỉnh cầu của Lương Vũ Đế năm 527, ông đến Trung Hoa để thuyết pháp. Về sau, khi thấy nhà vua và triều đình không đồng ý với những tư tưởng ông truyền bá, ông đã lui về ẩn thân ở Thiếu Lâm Tự. Tại đây, nhận thấy đa số chư tăng đều ốm yếu và bệnh hoạn, ông đã trao tặng họ hai bộ Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh,
là những phương pháp tu luyện khả dĩ giúp họ thăng tiến trên đường tu tập. Cũng vào thời gian này, một tôn giáo khác được khai sinh lấy danh xưng là đạo giáo. Người khai sáng ra tôn giáo này là đạo sĩ Trương Đạo Lăng. Ông học được phép trường sinh bất lão, vào đất thục ngụ ở núi Hạc Minh, soạn ra bộ đạo thư gồm 24 chương và chuyên làm bùa để trị bệnh. Ông đã kết hợp nền triết học cổ truyền của lão giáo với giáo lý Phật giáo như những thuyết về kiếp số, những luật khai độ để lập thành đạo giáo. Chúng ta cũng đừng quên rằng, trước khi đạo giáo ra đời, các đạo sĩ lão giáo đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ về trước. Vì thế, phương thuật thiền định khí công của họ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Nên dù sau này khi Phật giáo đã được dung hòa với đạo giáo, chỉ có một số ít những phương pháp tập luyện được biến cải. Còn về mặt thể lực, vì đồng quan điểm với Phật gia nên đạo gia cũng không mấy quan tâm và chú trọng. Vào giai đoạn này, sự liên hệ giữa hai giáo phái trở nên rất mật thiết, nên sau khi Bồ Đề Đạt Ma qua đời, đạo gia dần dà cũng nắm được những bí kíp luyện khí công của Phật gia. Chỉ vài trăm năm sau, môn Dịch Cân Kinh hầu như đã được truyền bá rất rộng rãi trong giới đạo gia. Đến đời nhà Tống năm 960, Thái Cực Quyền, một môn nội đan khí công chú trọng đến việc luyện khí được sáng tác bởi đạo sĩ Trương Tam Phong trên núi Võ Đang, đã biến địa danh này trở thành trung tâm điểm của đạo giáo và phái nội đan khí công. Trong khi đó, Thiếu Lâm Tự thường được coi là nơi có nhiều thẩm quyến hơn về môn ngoại đan khí công. Cùng quan niệm như Phật gia, đạo gia tin rằng căn nguyên của những phiền não thế tục là do thất tình, lục dục mang đến. Muốn chế ngự được những cảm xúc này, chúng ta phải tu tập và tôi luyện để thần khí đạt đến được trạng thái an định, độc lập. Từ đó không những giác ngộ, trường sinh bất lão mà còn có thể làm chủ được định mệnh của mình sau khi lìa thế. Tiến trình luyện tập của đạo gia được chia làm 3 giai đoạn. Luyện tinh hóa khí, giai đoạn này liên quan đến việc gia tăng và kết tụ nguyên tinh, sau đó chuyển hóa tinh thành khí bằng những phương pháp thiền định hay những kỹ thuật nội công theo đúng một chu kỳ là 100 ngày. Luyện khí hóa thần, sau một thời gian luyện tập, khí được luân chuyển theo đại chu thiên hay chính là pháp giới hậu thiên, qua giai đoạn này đã đủ nằm ngoài tam giới không thuộc luân hồi. Luyện thần phản hư, giai đoạn tu luyện đưa thần trở về với hư không, vô cực. Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Công cũng được đạo gia coi là những phương pháp giúp chống lại sự già nua, kéo dài tuổi thọ. Trong khi Dịch Cân Kinh tôi luyện phần thể xác thì Tẩy Tủy Công giúp khí lưu chuyển trong tủy sống, giúp tủy sạch sẽ tươi nhuận. Tủy sống là nơi sản xuất phần lớn số lượng hồng huyết cầu và bạch huyết cầu. Chúng có nhiệm vụ mang những dưỡng chất cần thiết cho việc nuôi dưỡng các tế bào cùng các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, đồng thời tẩy trừ, thanh lọc các chất cặn bã và độc tố. Khi hồng huyết cầu tươi tốt, hoạt động bình thường, cơ thể chúng ta khỏe mạnh, hữu hiệu trong việc chống lại bệnh tật, đình trệ sự già nua. Vì thế đối với đạo gia, trên 100 tuổi vẫn chưa được coi là thọ. Tục truyền lão tử thọ đến 250 tuổi. Nhằm mục đích tu luyện thân tâm, đạo gia đề ra 3 đường lối để luyện tập: Kim Sơn Đại Đạo, Tính Mệnh Song Tu và Đạo Ngoại Dược Giáo. Qua những cách thức luyện tập kể trên, sau đời nhà Tống, từ năm 960 đến năm 1367, đạo gia lại chia làm hai phái rõ rệt: Chính Dược phái và Thái Dược phái. Đạo giáo tại Trung Quốc. Đạo giáo là tôn giáo sinh trưởng tại địa phương Trung Quốc, bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đến nay đã có hơn 2.500 năm lịch sử. Đạo giáo kế thừa sự sùng bái thiên nhiên và sùng bái tổ tiên của thời cổ Trung Quốc. Trong lịch sử có rất nhiều giáo phái, sau này dần dần diễn biến thành hai giáo phái lớn, Toàn Chân Đạo và Chính Nhất Đạo, có ảnh hưởng nhất định trong dân tộc Hán. Do đạo giáo không có nghi thức và quy định nhập giáo nghiêm khắc, số người theo đạo rất khó thống kê. Trung Quốc hiện có hơn 1.500 ngôi đạo quán, hơn 25.000 đạo sĩ nam nữ với khoảng 360 triệu tín đồ. Không chỉ là một tôn giáo dễ con người trở về với gốc đạo, huyền đồng cùng vũ trụ, đạo giáo còn đóng góp rất nhiều cho nền văn minh Trung Quốc. Rất nhiều thành tựu văn hóa, khoa học, y học của người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của đạo giáo đã lan truyền khắp thế giới như khuynh hướng hội họa qua dòng tranh thủy mặc hay tranh sơn thủy thể hiện sự cân bằng tuyệt hảo giữa âm và dương. Thuật phong thủy chỉ rõ cách chọn hướng, cách thiết kế môi trường xây dựng theo một hệ thống phối hợp các yếu tố quan trọng của không gian và thời gian nhằm mang lại sự hài hòa tối đa trong mọi tương tác giữa con người và thiên nhiên. Võ thuật với nguyên tắc mềm như nước nhưng hết sức hiệu quả, giúp cho con người giải tỏa những tắc nghẽn sinh lực, đưa thân thể trở về với trạng thái cân bằng, vừa hài hòa thể lý lẫn tinh thần mà ngày nay rất phổ biến, đó là môn Thái Cực Quyền. Về y học, phương pháp châm cứu và bấm huyệt được xem là cách trị bệnh rất hiệu quả. Về tư tưởng, đạo giáo đã chủ trương bất tử, tức là quan niệm lúc chết, sự sống con người được thay đổi chứ không bị mất đi, cho nên con người có một thái độ tích cực đối với thân phận chính mình. Đạo giáo tại Việt Nam. Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nam từ khoảng cuối thế kỷ thứ 2. Đạo giáo có hai phái tu là nội tu và ngoại dưỡng. Phái nội tu phổ biến hơn ở Việt Nam. Thời Bắc thuộc, đạo giáo chỉ phổ biến trong dân gian. Đến thời phong kiến độc lập, các nhà Đinh Lê Lý Trần đều coi trọng các đạo sĩ không kém các tăng sư. Bên cạnh tăng quan còn có cả đạo quan. Từ đời Lê Trung Hưng, đạo giáo bắt đầu suy thoái, những đạo quán bị Phật giáo hóa trở thành chùa. Ngày nay, đạo giáo Việt Nam với tư cách là một tôn giáo không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của nó đến tư duy và đời sống xã hội của người Việt thì vẫn còn. Thuật phong thủy, các phương pháp dưỡng sinh, các môn võ thuật, các hình thức bói toán, cung bái, trừ tà của đạo giáo vẫn còn phổ biến tại Việt Nam. Tại Hà Nội, vẫn còn một số đạo quán của đạo giáo như Thăng Long Tứ Quán, bao gồm Trấn Vũ Quán, nay gọi là Đền Quán Thánh ở Phố Quán Thánh,
Huyền Thanh Quán, nay là chùa Huyền Thiên ở phố Hàng Khoai, Đồng Thiên Quán, nay là chùa Kim Cổ ở phố Đường Thành, Đế Thích Quán, nay là chùa Vua ở phố Thịnh Yên. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ nhấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.